tơi bời hoa lá. Đó là trong văn chương nói dáng là độc thật mạnh rừng ràng phân đôi cánh trắng đưa ra. Anh đứng bên tiên thần cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Bữa nay mình học được nhiều điều, ít nhất trong hai chữ dán và cứu rồi. Mất mùa nạn đói, người ta tiếp tế để mình khỏi chết đói. Thoát khỏi một nỗi cực khổ triền miên. Cứu vớt. Vớt lên. Rồi chưa? 2, 3. Chúa đến ban trước xong ngày, mùa xong rồi rồi. Chúa đến ban trước xong ngày, cho chúng con đi theo ngài. Giêsu Christo qua mọi nơi. Dễ sợ, rồi nó bị hoạn nạn thật. Mình đưa tay thì trễ rồi, lúc đó thì lòng mình càng đau xót với nó. Chữ xót có nghĩa là chung. Share là cạo. Chúa không có cạo ai hết á. Mà God save là chữ S, Chúa cứu. Từ đó tiếng Việt mình dịch ông Giêsu Chúa cứu thế, mình nhét chữ thế vô, cái làm người ta lạc mất. Chúa cứu. Cái tên đó đó, Maria có nghĩa là một bể khổ cả cuộc đời. Tên hay lắm. Mà nếu mình biết mình mới cảm thông được. Tại mình không biết thôi, không sao rồi. Vậy Giêsu có nghĩa là già nghèo như làm sao hiểu được. Một đứa chạy nhảy như mày làm sao hiểu được một đứa què. Nó lui lại. Nó bảo ông coi nè. Nó vén hai cái ống quần của nó lên. Hai cái nẹp bằng sắt ở trong. Mấy bà đã sợ chuột rồi. Tự nhiên cái cuối cái tinh cầu nào cũng vậy. Chưa chuột chạy như ghế cái cầu.